Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, gặp thời phất mạnh, gánh lộc về nhà. Tiền vàng nhét nước két, phất lên làm đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ vào tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để vươn lên, nên đã được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố, cuộc sống trong tương lai sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ chi tiết về tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm báo hiệu con giáp này đã đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổ đời siêu giàu. Trong video luận giải tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có gặp phải những khó khăn nào và sự xuất hiện dấu hiệu vàng vào thời điểm nào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc hay còn gọi là bình địa mộc, phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp âm bình địa mộc đôi, lúc lại mềm lòng và yếu đuối, cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết,
cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai, kỹ hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác tuổi. Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thường mang theo những khó khăn, thử thách và chông gai mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Những năm tháng qua đã chứng kiến họ trải qua biết bao sóng gió, từ những khó khăn trong công việc cho đến những biến cố trong cuộc sống cá nhân. Nhưng chính trong những lúc đó, bản lĩnh và sức mạnh của họ đã tỏa sáng. Những năm đầu đời của tuổi Kỷ Hợi thường gắn liền với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ là những người chăm chỉ, cần cù và luôn sẵn sàng làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Có những lúc họ phải đối mặt với sự bất công trong công việc, nơi mà nỗ lực không được công nhận hoặc những đồng nghiệp không hợp tác. Những thử thách này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tạo ra áp lực lớn trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian trôi qua, khi Kỷ Hợi đã xây dựng được sự nghiệp, cuộc sống lại đưa đến những thách thức khác, có thể là những cú sốc về sức khỏe. Khi mà họ phải đối mặt với những căn bệnh đột ngột, điều này khiến họ phải suy nghĩ lại về cách sống và chăm sóc bản thân. Họ đã phải học cách cân bằng giữa công việc và sức khỏe, điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Trong những lúc như vậy, họ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, nhưng vẫn quyết tâm không từ bỏ. Gia đình cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi. Họ luôn cố gắng tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc, nhưng đôi khi lại phải đối mặt với những xung đột trong mối quan hệ. Những hiểu lầm nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra những rạn nứt lớn, khiến họ phải nỗ lực hàn gắn và xây dựng lại từ đầu. Họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng cũng phải học cách bảo vệ cảm xúc của bản thân trước những áp lực từ bên ngoài. Dù cho cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng người tuổi Kỷ Hợi không bao giờ quên giữ vững tinh thần lạc quan. Họ biết rằng mỗi thử thách đều mang lại những bài học quý giá. Họ học cách chấp nhận và đối diện với thực tại, không bỏ cuộc mà tiếp tục bước đi với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Những đêm dài thức trắng, những giọt nước mắt rơi đều trở thành động lực để họ vươn lên. Họ có một tấm lòng bao dung và luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình với những người xung quanh. Họ là người lắng nghe, luôn có mặt khi bạn bè hay người thân cần họ. Chính điều này khiến cho họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều người khác. Trong những lúc khó khăn, họ không chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ mà còn là nguồn động viên cho những người đang vật lộn với cuộc sống. Những khó khăn và thử thách mà người tuổi Kỷ Hợi đã trải qua tạo nên một bản sắc riêng biệt cho họ. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường, mà còn là những người sống có nghĩa và tràn đầy tình yêu thương. Họ đã học được rằng, dù cuộc sống có đưa đến bao nhiêu chông gai, chỉ cần giữ vững tinh thần và lòng kiên nhẫn, họ sẽ luôn có thể vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành,
tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm có thể mang lại những thử thách không nhỏ đối với người tuổi Kỷ Hợi, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và giao tiếp. Bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng với cấp trên hoặc gặp phải những hiểu lầm không đáng có, khiến công việc không diễn ra theo ý muốn. Điều này có thể khiến bạn dễ mất kiên nhẫn và nổi nóng, đặc biệt khi tranh luận hay đối mặt với những tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng chính là bài học quý giá về sự kiềm chế và linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Khi cảm thấy căng thẳng, việc biết lùi lại một bước để quan sát mọi thứ kỹ hơn có thể giúp bạn tránh được những mâu thuẫn không cần thiết. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản ứng. Đôi khi, sự mềm mỏng và nhường nhịn lại là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong công việc. Nếu trong thời gian này, công việc của bạn chưa có nhiều tiến triển như mong muốn, đừng vội nản lòng, hãy dành thời gian đánh giá lại quá trình làm việc để tìm ra những điểm cần cải thiện. Đôi khi, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách bạn tiếp cận nó. Một ý tưởng có thể là đầu tư vào các khóa học chuyên môn kỹ năng mới để nâng cao năng lực của bản thân. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vận trình tình duyên của tuổi Kỷ Hợi thời điểm này cũng được đánh giá khá tích cực. Mộc Dục là ngôi sao chủ về đào hoa chiếu rọi, mang đến những niềm vui trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đang độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp gỡ những người đáng yêu, quan tâm và săn đón bạn. Dẫu vậy, bạn không cần phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định. Tình cảm cần được phát triển một cách tự nhiên và việc dành thêm thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương là điều cần thiết. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này với một tâm hồn cởi mở, vui vẻ và đón nhận niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong hành trình tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của Thái Tuế Hung Tinh là lời cảnh báo về những nguy cơ tai nạn bất ngờ, đặc biệt là trong những chuyến đi xa hoặc khi tham gia vào các hoạt động có tính rủi ro cao. Điều này không có nghĩa bạn phải lo lắng quá mức, nhưng hãy cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Đặc biệt, khi xuất hành hoặc di chuyển nhiều, hãy kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện và tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, đối với người tuổi Kỷ Hợi là thời điểm có cả thách thức lẫn cơ hội. Trong công việc, cần kiềm chế cảm xúc và tiếp tục trau dồi kiến thức để đạt được thành công. Về tình cảm, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong hành trình yêu thương. Cuối cùng, đừng quên bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những tình huống có tính rủi ro cao. Quý khán giả thân mến,
Tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm này, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng dội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc. Và hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi cần được xem xét và quản lý cẩn trọng hơn. Tình hình tài chính không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu bạn không chú ý đến việc chi tiêu, rất dễ rơi vào cảnh rỗng túi trong thời gian tới. Điều này nhắc nhở bạn phải luôn giữ cho mình một kế hoạch tài chính hợp lý, đặc biệt là khi các chi phí đột ngột tăng cao hay những khoản chi ngoài dự tính xuất hiện. Thời điểm này cũng là thời điểm thích hợp để bạn cùng người bạn đời hoặc người thân trong gia đình ngồi lại và thảo luận về chiến lược tài chính trong tương lai. Một kế hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ giúp cả hai phía tránh được những mâu thuẫn không đáng có liên quan đến tiền bạc. Thực tế, vấn đề tài chính có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều căng thẳng trong mối quan hệ nếu không được giải quyết một cách khôn ngoan và kịp thời. Nếu bạn cố tình lờ đi, tình trạng này có thể leo thang và gây ra những rạn nứt nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn có tham gia các khoản đầu tư, hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến động không mong muốn. Thị trường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc lên lúc xuống là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là bạn phải đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi chờ thời điểm thích hợp, không cần phải quá lo lắng hay vội vàng rút vốn khi thấy thị trường trầm lắng. Bởi vì thành công trong đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn có đủ sự kiên trì, những khoản đầu tư của bạn sẽ sinh lời trong tương lai, mang lại tài lộc bền vững hơn. Trong giai đoạn này, hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vững vàng, không nên chi tiêu quá tay hay tham gia vào những dự án mạo hiểm. Một bước đi cẩn trọng và khôn ngoan sẽ giúp bạn giữ được sự ổn định trong tài chính, đồng thời tạo tiền đề cho những cơ hội phát triển tài lộc trong tương lai. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Vận trình tình duyên của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điều thú vị và biến động. Dựa theo nguyệt lệnh mộc dục, có thể thấy rằng tâm lý của bạn đang không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Tính cách có phần dễ bị cuốn theo cái mới lạ, có thể dẫn đến những rắc rối trong tình cảm. Bạn có thể bị lung lay bởi những tin đồn hay lời nói không chính xác mà quên mất rằng sự thật chỉ có thể được kiểm chứng qua chính sự quan sát và trải nghiệm của bản thân. Ngoài ra, sự hiện diện của thất xích trong cung chính nam nhắc nhở bạn cần phải thật bình tĩnh trong việc xử lý các vấn đề bất ngờ có thể phát sinh trong mối quan hệ. Có thể để có những xung đột nhỏ hay sự hiểu lầm xảy ra, nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo để lắng nghe và giao tiếp một cách cởi mở, mọi chuyện sẽ dần được giải quyết. Hãy nhớ rằng trong tình yêu,
Sự thông cảm và kiên nhẫn luôn là chìa khóa giúp duy trì sự hòa hợp. Thế nhưng, với những người độc thân, thì thời điểm này mở ra những cơ hội đầy hứa hẹn cho tình cảm. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nâng cao mối quan hệ với những người bạn lâu năm. Nếu có ai đó được giới thiệu, đừng ngần ngại mở lòng đón nhận. Một buổi hẹn hò hay những cuộc trò chuyện thân mật sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, giúp bạn hiểu thêm về đối phương. Biết đâu trong quá trình tìm hiểu, bạn lại phát hiện ra những điểm tương đồng và sự kết nối đặc biệt với người ấy. Hãy mở lòng và cho bản thân cơ hội để khám phá những tình cảm mới mẻ. Tình yêu không chỉ đến từ sự cuốn hút bề ngoài, mà còn từ những giá trị tinh thần và sự chia sẻ mà cả hai cùng hướng đến. Vì vậy, hãy đón nhận những điều tốt đẹp mà thời điểm này mang lại và để nó dẫn dắt bạn đến một hành trình đầy hứa hẹn trong tình yêu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu suy giảm và đây chính là lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Các vấn đề sức khỏe có thể xuất phát từ những thói quen hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống và sinh hoạt. Hãy dành chút thời gian để xem xét lại thực đơn của mình, bổ sung thêm rau xanh, trái cây tươi và giảm thiểu các thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Chất lượng giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Bạn có biết rằng, những thói quen trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn có thức dậy với năng lực tràn đầy hay không? Hãy hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử như lướt TikTok, xem mạng xã hội hay chơi game vào buổi tối. Thay vào đó, hãy thử thực hành một số hoạt động thư giãn như đọc sách, thiền hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng để giúp tâm trí bình yên hơn, từ đó dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và phục hồi năng lượng. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống và giấc ngủ, việc rèn luyện thể thao cũng rất quan trọng. Trong thời điểm này, hãy tìm cho mình những hoạt động thể dục thể thao mà bạn yêu thích. Từ đi bộ, yoga đến đạp xe, tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, chăm sóc sức khỏe không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hành trình yêu thương bản thân. Bạn xứng đáng có được một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn an yên. Hãy dành thời gian cho mình lắng nghe cơ thể và làm những điều tốt đẹp cho sức khỏe để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Cẩm nang dượng dẫn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Khẩu quyết: đừng ngại thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu đen. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phan luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý cùng với cẩm nang dượng dẫn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm nào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm sẽ xuất hiện cơ hội vàng. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tuần này các khí tăng mạnh cũng giúp tài vận trên đá khởi sắc đỏ rực, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan, nhờ đó Kỷ Hợi có thể chi tiêu rủng rỉnh, xua tan áp lực tiền bạc. Nhờ quý nhân tam hợp soi đường chỉ lối, con đường kiếm tiền, làm giàu của bản mệnh bước đi nhiều trợ lực. Dù có vấp váp khó khăn cũng sẽ có người tới ứng cứu, không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn thế, tuần này nguyệt lệnh lâm mộc dục mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo bình thường. Nhân duyên của con giáp này đã tốt, bản mệnh lại rất hay giúp đỡ người khác, lại có thêm may mắn đồng hành nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó, tuổi Kỷ Hợi đi đâu hay làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Tuần này, người tuổi Kỷ Hợi có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một tuần buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế, tuổi Kỷ Hợi hãy tự tin để mưu sự việc lớn, cầu lộc tài, quan trọng là có dám thử thách bản thân hay không mà thôi. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Đây sẽ là nền tảng chắc chắn để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên, khả năng được chấp thuận rất cao. Khi đứng trước các quyết định lớn khiến bạn đắn đo, bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc, nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác.
Kỷ Hợi cũng cần có sự chọn lọc và đánh giá. Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể lắng nghe nhưng hãy chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Khẩu quyết: tài vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ mận. Con số may mắn là 55, 40, 93 và 21. Tiếp theo là tử vi từ ngày 25 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Trong tuần này thiên đức hỗ trợ, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi khởi sắc rõ rệt từ giữa tuần trở đi. Đầu tuần không có biến động nào lớn, con giáp này tìm được cơ hội để phát triển bản thân. Bạn trở nên nổi bật hơn so với đối thủ hay những đồng nghiệp có năng lực tương đương. Đây là tín hiệu tích cực cho kế hoạch thăng tiến mà bạn đã đặt ra cho chính mình. Với những biểu hiện xuất sắc, con giáp này nhận được sự ủng hộ hết mình từ người thân, đồng nghiệp hay cấp trên nên phát huy được hết khả năng của mình. Khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra của bản mệnh không còn quá xa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn để không gây thù trút oán. Việc làm ăn buôn bán trong tuần này cũng khá thuận lợi, kinh doanh gặp thời nên hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít, doanh thu tăng đều đặn, các hợp đồng được ký kết đúng theo đúng kế hoạch một cách suôn sẻ. Kỷ Hợi có thể ăn mừng khi mọi việc đang phát triển rất tốt. Nhìn chung, tuần này của tuổi Kỷ Hợi khá là may mắn khi bạn còn đón vận trình tình duyên nở rộ, người độc thân được không ít người theo đuổi, cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc. Khẩu quyết: chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu cam và màu xanh lục. Con số may mắn là 84, 92, 17 và 63. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, một số điều cần tránh và cách hóa giải cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Tránh sự thiếu kiên nhẫn. Vấn đề người tuổi Kỷ Hợi có bản tính phóng khoáng và dễ thích nghi, nhưng đôi khi điều này dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn trong công việc và cuộc sống. Sự nóng vội có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm hoặc bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Cách hóa giải. Để khắc phục tình trạng này, hãy tập trung vào việc xây dựng tính kiên nhẫn bằng cách chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể và lập kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn. Thực hành thiền định hoặc yoga cũng có thể giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung hơn vào những gì mình đang làm. Tránh thiếu quyết đoán. Vấn đề khi đối mặt với các quyết định quan trọng, người tuổi Kỷ Hợi có thể cảm thấy do dự và thiếu tự tin. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội hoặc trì hoãn trong công việc. Cách hóa giải. Để cải thiện khả năng quyết định, hãy thực hành rèn luyện kỹ năng này thông qua các bài tập giải quyết vấn đề. Tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân, cân nhắc ưu và nhược điểm của từng lựa chọn trước khi quyết định. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nhớ rằng việc học hỏi từ những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong tương lai khi đối diện với những thử thách. Tránh sự dễ dàng bị lôi kéo vấn đề. Bản tính dễ dãi và lạc quan của người tuổi Kỷ Hợi có thể khiến bạn dễ bị lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh hoặc mối quan hệ không tích cực. Những lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn. Cách hóa giải. Để hóa giải điều này, hãy giữ vững nguyên tắc và giá trị của bản thân, luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho các mối quan hệ và hoạt động mà bạn tham gia. Hãy chọn lọc kỹ cả những người bạn, kết bạn với những người có tư tưởng tích cực và tìm kiếm các hoạt động bổ ích, lành mạnh để tham gia. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, việc nhận biết những điều cần tránh sẽ giúp tuổi Kỷ Hợi có cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân và môi trường xung quanh. Bằng cách áp dụng những phương pháp hóa giải này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của mình, từ đó xây dựng một cuộc sống hài hòa và viên mãn hơn. Hãy luôn nhớ rằng, sự kiên trì, lựa chọn khôn ngoan và khả năng quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tý. Mối quan hệ hợp tác giữa hai tuổi này có thể mang lại nhiều tiềm năng,
Dù đôi khi người tuổi Tý không hài lòng với cách làm việc của người tuổi Hợi, nhưng nhờ vào sự may mắn và vận khí dồi dào của tuổi Hợi, người tuổi Tý sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự tương tác giữa hai bên có thể tạo ra những cơ hội tài chính hứa hẹn, khiến cả hai cảm thấy có động lực hơn trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Sửu. Sự kết hợp giữa hai tuổi này là rất lý tưởng. Người tuổi Sửu thường có thái độ làm việc nghiêm túc và đáng tin cậy. Điều này khiến người tuổi Hợi cảm thấy hài lòng. Hợp tác giữa hai bên có thể đạt được những thành công vượt bậc, tạo ra môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dần. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Dần nên được xem xét kỹ lưỡng, bởi người tuổi Dần thường cảm thấy áp lực khi làm việc cùng tuổi Hợi. Sự nhẫn nại của người tuổi Hợi có giới hạn, vì vậy chỉ nên duy trì mối quan hệ này trong thời gian ngắn để tránh gây căng thẳng và mệt mỏi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Mão sẽ rất thuận lợi. Người tuổi Mão khôn khéo trong công việc, trong khi tuổi Hợi lại thường xuyên tìm ra cơ hội kiếm tiền. Sự phối hợp này sẽ tạo nên sức mạnh, giúp cả hai cùng nhau gặt hái thành công. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thìn. Sự hợp tác giữa Kỷ Hợi và tuổi Thìn có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu cả hai bên đều nỗ lực. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực và cần vận dụng tối đa khả năng của mình để đạt được thành công. Đây là một cơ hội để cả hai cùng phát triển, nhưng cũng đòi hỏi sự cống hiến không nhỏ từ cả hai phía. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tỵ. Tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Tỵ. Mặc dù người tuổi Tỵ có thể có những chiến lược thông minh, nhưng đôi khi họ cũng có những mưu kế có thể làm tổn hại chính mình. Sự khôn ngoan và cẩn trọng của tuổi Hợi sẽ giúp bảo vệ mình trước những tình huống bất lợi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Ngọ. Sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Hợi và Ngọ không phải là một lựa chọn lý tưởng. Hai bên có cách suy nghĩ, phương thức làm việc và lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và khó khăn trong việc hợp tác. Nếu không thể tìm ra điểm chung, tốt nhất bạn nên tránh xa mối quan hệ này để không rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mùi. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Mùi sẽ mang lại nhiều lợi ích và thành công cho cả hai bên. Người tuổi Mùi thường nhạy cảm và hiểu biết, trong khi tuổi Hợi lại có tư duy sáng tạo. Sự kết hợp này có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và mang lại kết quả khả quan. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển mối quan hệ và khai thác tối đa tiềm năng của nhau. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thân. Đây không phải là một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người tuổi Thân thường khá ranh ma và có thể tìm cách chiếm giữ phần lớn lợi ích từ sự hợp tác này. Người tuổi Hợi nên thận trọng và tránh xa các giao dịch có thể gây thiệt hại cho bản thân. Nếu có thể, hãy giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích của mình. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dậu. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Dậu không mang lại nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chỉ nên dừng lại ở mức quan hệ xã giao, không nên đi sâu vào các dự án lớn. Sự khác biệt trong cách tiếp cận công việc có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái. Hãy giữ sự nhẹ nhàng trong mối quan hệ này và tránh những cam kết lâu dài. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tuất. Có thể hợp tác, nhưng người tuổi Tuất cần thận trọng trong việc quản lý tài chính và sổ sách. Hãy cẩn thận trong từng bước đi, vì nếu không có thể khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất mãn. Sự cẩn trọng và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin và sự thoải mái trong mối quan hệ này. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Hợi. Hợp tác giữa hai người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Cả hai đều là những người có tài năng và sáng tạo. Vì vậy, khi kết hợp sức mạnh của nhau, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Hãy cùng nhau tận dụng lợi thế này để phát triển và thực hiện những dự án đầy hứa hẹn. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A Di Đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tuổi Kỷ Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời,
và Phật bản mệnh A-di-đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Kỷ Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày, họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Kỷ Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Kỷ Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề giải quyết một cách tự tin. Tượng ba vị thần Phúc, Lộc, Thọ. Tượng ba ông Phúc, Lộc, Thọ cực kỳ phổ biến vì ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người là Phúc, Lộc, Thọ, là sự giàu có, quyền lực và may mắn. Bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, ba ông Phúc Lộc Thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời và theo thứ tự cụ thể. Bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn, ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên phải, mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp đầu rồng tượng trưng cho gió nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch, kinh doanh thành công tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận tiền của. Tuổi Kỷ Hợi nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng, với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Tượng voi. Voi, loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua gì mãnh hổ hay nhiều loài động vật thông minh khác. Theo phong thủy bày tượng, voi trong nơi ở văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc làm ăn, thu hút tài lộc, trấn yểm vận xấu, trong nhà luôn có điềm lành. Kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thù và vô hình. Dạng thức năng lượng huyền bí này được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng, vô cùng đặc biệt. Tê đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất khi sóng điện từ và tia vũ trụ xuyên qua lớp đá. Cùng một lúc nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất, được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Nếu được sử dụng chính xác, gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trường và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh, thoải mái. Điều tiết sự cân bằng của cơ thể dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Biểu tượng cá giàu sang, phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá. Theo phong thủy, tượng cá chép, cá rồng hoặc tranh vẽ, cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm dưỡng khí cũng rất hiệu quả. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.